Ngày hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu và chia sẻ cho tất cả các bạn về một cái ứng dụng mới giúp các bạn thể kiếm tiền được uy tín ở trên cái ứng dụng này nhá. Và hiện tại thì ở trên cái ứng dụng này nó đang có cái sự kiện khi các bạn tham gia đăng ký thành công, chúng ta sẽ nhận được là 20.000 cái đồng BS này nó tương đương với giá là 400 đô hiện tại nhá. À, bây giờ thì mình sẽ vào hướng dẫn các bạn là đăng ký luôn. Trước khi vào hướng dẫn các bạn là cách đăng ký thì à, lần đầu tiên bạn nào mà mới biết đến kênh của mình ấy mà chưa đăng ký kênh thì các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh này, sau đó nhấn chuông để các bạn có thể chờ đợi được những cái thông báo mới nhất khi mà mình đăng video lên nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào ứng dụng chia sẻ qua cho các bạn một chút, sau đó mình hướng dẫn các bạn là cách đăng ký nhá. Đây là cái phần thông tin đầu tiên mình sẽ chia sẻ cho bạn, đây là cái ứng dụng về chiến thuật AI marketing ở đây và các bạn có thể đọc qua một chút về đây. AI này là nó kiểu như là robot ấy, giao dịch hiệu quả này và các bạn đọc qua cho mình một chút đây thì nó kiểu như là phần thông tin thôi lên tới là 150 quốc gia 20 triệu người dùng hiện tại thì cái ứng dụng này nó có ở trên cửa hàng sh Play rồi nhá cái ứng dụng này mình nghe thấy thông tin nó quảng bá khá là nhiều và kiểu như là cái dự án ăn nó ra cũng rất là nhiều ở đây và cái tổng hệ sinh thái đây nó khá là cao nhá để các bạn thể tham khảo ở đây cho mình rồi đấy là cái phần mà mình chia sẻ thêm cho các bạn. Bây giờ mình sẽ vào cái chủ đề chính là hướng dẫn các bạn đã à tham gia download cái ứng dụng này về và hướng dẫn các bạn đã à đăng ký và nhận ngay cho mình được là 20.000 cái đồng BS này tương đương với giá là 400 đô với giá hiện tại nhá. Ở đây thì các bạn có thể tải trên Google Play hoặc là các bạn có thể tải ở hệ điều hành Android đây cho mình nhá. Thì các bạn tải bằng cái phần nào cũng được sau khi mà các bạn download xong ấy thì các bạn có thể mở cái ứng dụng này lên. Đây cái giao diện của cái ứng dụng này nó như thế này nhá Và bây giờ các bạn có thể mở ứng dụng lên Mình sẽ hướng dẫn qua cho các bạn là cái phần đăng ký Đăng ký thì nó cực kỳ là đơn giản thôi Không có gì khó khăn cả đâu nhá Rồi các bạn mở cái ứng dụng này lên cho mình các bạn mở cái ứng dụng này lên nó sẽ có cái phần ngôn ngữ ở đây các bạn chọn vào đây cho mình rồi các bạn chọn cho mình cái ngôn ngữ có tiếng Việt nhá Sau khi mà các bạn đã chọn cho mình ngôn ngữ tiếng Việt xong nó sẽ hiện ra cái phần tạo tài khoản ở đây nó sẽ hiện ra một cái cụm từ uh, kiểu như cụm từ mã khóa bảo mật đấy thì uh, các bạn uh, sao chép và cất giữ đi cho mình cái cụm từ khóa đó nó rất là quan trọng để các bạn thể tham gia đăng nhập vào nhé rồi sau khi các bạn tạo xong các bạn uh, thêm cho mình cái mật khẩu ở đây rồi nhập cho mình cái mã xác nhận các bạn ấn một phần xác nhận đây là các bạn có thể đăng ký thành công được cái tài khoản rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập vào Và sau khi các bạn đăng nhập thành công nó sẽ có một cái giao diện như thế này nhá Như các bạn có thể để ý này Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để nhận được cái số lượng đồng BS này tương đương với là 20.000 đồng Hiện tại mình đang có là 1 triệu 980.000 Tương đương với là 39.000 đô ở đây nhá 39.000 đô Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để tham gia để chúng ta có thể nhận à, Đầu tiên bây giờ các bạn sẽ ấn mục phần dấu ba gạch ở đây cho mình này Nó sẽ có phần dấu ba gạch Sau đó các bạn ấn mục phần mời ở đây cho mình nhá rồi các bạn mục phần mời đây, sau đó các bạn để ý cho mình này, nó sẽ hiện ra một cái cụm từ đây các bạn điền ra đây cho mình để chúng ta có thể nhận được là 20.000 cái đồng đó. Điền cho mình cái mã đó là Z2Z này, 43X viết thường nhá. Sau đó các bạn mục phần nhận là các bạn có thể nhận ngay cho mình được là 20.000 cái đồng BS nó tương đương với là 400 đô ở đây sau khi mà các bạn đã điền xong và các bạn nhập xong rồi, các bạn quay trở lại là các bạn kiểm tra luôn ở đây cho mình xem là chúng ta đã nhận được 20.000 cái đồng BS chưa và nó sẽ hiện lên cái số dư của bạn nhá hiện tại thì mình có cả cái đồng TRX này và USDT ở đây nó sẽ có cả những cái phần đó bên cạnh hiện tại ở trên cái nền tảng trên cái ứng dụng này còn có rất là nhiều phần hoạt động uh, Twitter, Telegram, YouTube, Facebook này còn có rất là nhiều nhá và bạn nào muốn đi giới thiệu bạn bè các bạn mục phần mời chia sẻ cho mình cái mã code để các bạn có thể tham gia và giới thiệu bạn bè đây cho mình. À, bên cạnh đó nó còn có rất là nhiều phần như mục thị trường ở đây này, à, mục buôn bán này và cái mục của tôi đây nhá để các bạn có thể tham khảo. Đây giả sử như cái mục thị trường này. Mục thị trường này là các bạn có thể kiểm tra được à, những cái đồng coin nó tăng giảm ở đây nhá. Những cái đồng coin nó tăng giảm thì nó sẽ hiện ở đây cho các bạn. Còn bên cái mục buôn bán này bên cái mục buôn bán này là dành cho các bạn có thể tham gia và các bạn có thể kiếm được thêm một chút uh, lợi nhuận ở đây nó kiểu như là các bạn tham gia đầu tư nó sẽ có hai phần đó là USDT và TRX ở đây nhá nó sẽ có hai phần chính ở đây thì nếu các bạn chọn USDT các bạn ấn vào đây và các bạn có thể đọc và tham khảo ở đây cho mình này ở đây thì uh, nó sẽ lãi là lợi nhuận lên tới là 0,5% trên một ngày và nó sẽ hiện lên ở đây là 15% triệu năm này À, chúng ta tham gia tối thiểu đây là 10 USDT trở lên nhá 10 USDT trở lên các bạn có thể ấn vào đây cho mình sau đó các bạn nào mà muốn tham gia với số lượng bao nhiêu giả sử nhà là 100 USDT thì các bạn có thể ấn mục phần bắt đầu ở đây và nó sẽ hiện ra một số phần để các bạn thể đọc và tham khảo ở đây cho mình đây có rất là nhiều phần ở đây nó giống như là kiểu như là chúng ta gửi USDT vào đây để các bạn thể tham gia ấy. nhưng mà kiểu như là không phải bạn nào cũng có USDT để các bạn thể tham gia phải không nên là đôi khi các bạn có thể tìm hiểu qua cho mình. Nếu mà bạn nào không có thì các bạn thể ủng hộ mình bằng cách là xem video, sau đó like cũng như là ủng hộ mình nhá. Đây là cái phần USDT, bên cạnh đó là còn có cả TRX nữa. Đây TRX này cũng có này. Nó cũng tương tự như vậy. Ở đây nó tính theo 5G, nếu mà chúng ta gửi ít thì cái số lượng của bạn tham gia nó sẽ không được nhiều. Đấy, tối đa ở đây nó sẽ là 100 cái đồng TRX. Các bạn tham gia thì các bạn sẽ điền ra đây. 100 cái đồng TRX, sau đó các bạn có thể ấn mục phần bắt đầu ở đây cho mình để chúng ta có thể tham gia với cái số lượng TRX mà các bạn có ở đây nhá. Rồi sau khi mà các bạn giả sử nhà kiếm được một cái số lượng USDT Cũng nhà TRX ở đây thì các bạn có thể ấn vào đây để các bạn có thể rút tiền nhá. Nó sẽ có cái phần đó là chuyển vào và chuyển ra, giả sử như chuyển ra là cái phần rút tiền. Thì các bạn điền cho mình cái địa chỉ ví vào đây này. Sau đó các bạn có thể điền cho mình cái số lượng Đấy, nhất định vào đây, đây số tiền này, TRX đây. còn nếu mà muốn chuyển vào ấy thì nó cũng tương tự như USDT muốn chuyển vào ở một phần chuyển vào đây, sao chép cho mình cái địa chỉ ví đây thôi. sau khi mà sao chép thành công xong ấy, mà các bạn gửi một cái số lượng USDT nhất định vào thì các bạn à, kiểm tra ở đây cho mình này, sau đó các bạn một phần buôn bán ở đây, đó, sau đó các bạn có thể chọn cho mình USDT hoặc TRX để các bạn thể tham gia, nó cũng rất là đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả đâu nhá. Nó giống như kiểu các bạn gửi để nhận nãi ở trên cái ứng dụng này nó kiểu kiểu như vậy à, Còn cái số lượng cái đồng BS này thì hiện tại nó chưa list sàn Sau khi mà nó list sàn mà bán được cái đồng BS này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta có thể bán Bây giờ nó đang cho các bạn nhận miễn phí nên là chúng ta không tội gì mà không nhận phải không Đấy, Nhận lên tới là 20.000 đồng à, Đôi khi nhớ đâu nó list sàn các bạn bán ra lãi được tầm ít thôi không không cần phải cái giá là 400 đô nữa cứ tầm mà uh, 10 20 đô 30 đô là chúng ta cũng có một cái số vốn nho nhỏ rồi phải không rồi đấy là cái phần mà mình chia sẻ thêm bên cạnh đó thì uh, bạn nào mà muốn tham gia nhóm telegram ấy thì uh, mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nhá đây mình tham khảo qua nhóm telegram bên này một chút đây là nhóm telegram nhá hiện tại nhóm đã có là 55.000 người sợ chưa đông người tham gia thế ở đây người ta toàn chat bằng tiếng Anh thôi nên là mình cũng không biết tiếng Anh lắm nên là hầu như là người ta đa số toàn là trao đổi bằng tiếng Anh thôi. Nhưng mà cái nhóm này đông người tham gia thật, 55.000 người tham gia. Nếu mà bạn nào muốn tham gia thì mình sẽ để cái đường link nhóm ở dưới phần mô tả nhá. Rồi mình quay trở lại. Đấy là cái phần mà mình chia sẻ cho bạn giúp các bạn thể tham gia đăng ký và nhận ngay cho mình được là 20 cái đồng bà BS hoàn toàn là miễn phí nhá ở đây bạn nào mà không biết cách để nhận được cái số lượng đồng BS này thì các bạn thể liên hệ qua Zalo mình sẽ hỗ trợ nhé. Video này của mình kết thúc ở đây. Bây giờ mình sẽ sang quay và trao phần quà cho những bạn may mắn nhất đây. Bây giờ thì mình sẽ dán cái đường link video đợt trước của mình ra đây xem video đợt trước của mình có bao nhiêu bình luận nhá. Sau đó thì mình sẽ quay và trao quà cho những bạn may mắn nhất. Video đợt trước của mình có 313 bình luận. Bây giờ thì mình sẽ chọn ra bạn may mắn đầu tiên đây. Xin chúc mừng bạn MST Hồng này. Ồ, bạn này có cái tên khá là hay ấy. Rồi ok bạn nhá. Một bạn đầu tiên này, giờ mình sẽ chọn ra bạn thứ hai. Ồ, bạn này hình như vẫn bạn đấy sao có cái ảnh đại diện giống lắm. Đúng rồi, bạn vẫn bạn đấy thì nhường cho bạn khác nhá. Xin chúc mừng bạn thứ hai là bạn à, Hang động Sang này là bạn thứ hai nhá. Rồi mình sẽ chọn ra bạn thứ ba, bạn thứ ba là bạn Huy Nguyễn T này. Huy Nguyễn T cũng rất là hay trúng nhá. Rồi bạn Phan uh, hàng đầu này. Đây là bạn thứ tư này. Rồi bây giờ mình sẽ chọn ra bạn cuối cùng đây. Ngày hôm nay mình sẽ quay 5 bạn, bạn Huy vừa trúng rồi nhường cho bạn khác nhá. Uh, xin chúc mừng bạn Tính Trần này. Thì uh, sau video này 5 bạn có thể chụp cho mình cái số thứ tự của bạn, sau đó các bạn gửi qua cho mình kèm theo đó là số Momo, mình sẽ gửi cho mỗi bạn một phần quà qua Momo nhá video này mình kết thúc ở đây xin chào tất cả các bạn